chiều các bạn. Hôm nay đang là thời tiết mùa thu và chuẩn bị sang một thời gian nữa chúng ta sẽ chuyển sang mùa đông. Có một cái bệnh rất hay gặp ở cái thời kỳ này mình xin giới thiệu với tất cả các bạn, đó là bệnh liệt dây thần kinh ngoại biên. Cái bệnh này thì nó biểu hiện cũng rất là nhanh. Và khi chúng ta buổi sáng chúng ta ngủ dậy, chúng ta đánh răng thì chúng ta thấy cái biểu hiện như sau. Thì xin mời các bạn cùng theo dõi cái biểu hiện của thần kinh ngoại biên. Thông qua cái việc đánh răng chúng ta đã biết là chúng ta đã bị bệnh cái bệnh này rồi. Cái bệnh cũng rất là hay gặp luôn. Và khi bị liệt dây thần kinh ngoại biên ấy, thì chúng ta uống nước nó sẽ có tình trạng như này. Đấy, đấy là tình trạng của thứ nhất là liên quan cái mồm, thứ hai là liên quan cái mắt. Cái mắt ấy thì nó có biểu hiện là chúng ta nhắm như này. Nhắm như này thì rất là khó để nhắm kín như cái bên không bị liệt. Đó là bệnh chúng ta đã bị bệnh liệt dây thần kinh ngoại biên rồi. Và biểu hiện cụ thể của nó sẽ như thế này. Đấy. Mắt thì chúng ta sẽ nhắm không kín, mà cái mồm chúng ta sẽ méo sang cái bên không bị liệt. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Vượng, một bác sĩ học cổ truyền. Và nói về bệnh liệt dây thần kinh ngoại biên này thì về cái mùa này cũng rất nhiều người hay bị. Là mình muốn là thông qua cái video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái triệu chứng của nó, và sau đó thì chúng ta sẽ biết cách để chẩn đoán và điều trị. Và lời khuyên của mình là chúng ta sẽ đến các cơ sở y tế để điều trị bệnh này. Thì rất nhiều người sau khi quá trình điều trị người ta cứ đi điều trị bên ngoài thì hiệu quả là không được cao, sau đó nó sẽ để lại cái di chứng của cái mắt, và có một số người thì di chứng của cái miệng. Thì mình muốn là các bạn xem hết video này. Bạn đừng bỏ qua video này vì nó rất hữu ích cho bạn và người thân. Hãy xem hết nó, biết đâu không một ngày nào đó bạn sẽ cần đến nó. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, hay còn được gọi là bệnh Bell, là một căn bệnh thần kinh ảnh hưởng đến dây thần kinh số 7, gây ra tình trạng liệt hoặc suy giảm khả năng điều khiển các cơ nhỏ trong khuôn mặt. Dây thần kinh số 7 ngoại biên chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của cơ mặt, bao gồm miệng, mắt và mũi. Khi bị ảnh hưởng bởi bệnh, người bệnh có thể gặp khó khăn trong việc nhai, uống nước, mỉm cười hay biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Nguyên nhân chính của bệnh này vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, các yếu tố gây ra bao gồm viêm nhiễm, virus herpes simplex, di truyền và kháng miễn dịch suy yếu. Bệnh thường xuất hiện đột ngột. Triệu chứng của bệnh Bell thường bắt đầu bằng sự suy yếu hoặc liệt trên một bên khuôn mặt, khó khăn trong việc nhai, nói chuyện và có thể gây khó khăn trong việc nhắm mắt. Một số trường hợp còn có triệu chứng như mất cảm giác hoặc giảm cảm giác trên da mặt. Để chẩn đoán bệnh Bell, các bác sĩ thường dựa vào triệu chứng và quá trình lâm sàng của bệnh nhân. Điện cơ và các xét nghiệm khác cũng có thể được thực hiện để loại trừ các nguyên nhân khác gây ra triệu chứng tương tự. Trong hầu hết các trường hợp, bệnh Bell tự giảm và phục hồi hoàn toàn sau khoảng 6 đến 12 tuần mà không cần điều trị đặc biệt. Tuy nhiên, vì sử dụng thuốc kháng viêm hoặc corticosteroid, vitamin, thuốc bổ thần kinh có thể giúp giảm triệu chứng và tăng tốc quá trình phục hồi. Ngoài ra, liệu pháp vật lý như massage, châm cứu và tập luyện cơ mặt cũng có thể được áp dụng, giúp cho bệnh ổn định nhanh hơn. Trong trường hợp triệu chứng kéo dài hoặc nghiêm trọng, việc tìm kiếm sự tư vấn và chăm sóc y tế từ các chuyên gia là quan trọng. Họ sẽ tiến hành các xét nghiệm và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp để giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và khôi phục chức năng của khuôn mặt. Nguyên nhân, chẩn đoán và điều trị bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Nguyên nhân chính của bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, một số yếu tố gây ra bao gồm viêm nhiễm. Một số vi khuẩn hoặc virus có thể gây viêm nhiễm dây thần kinh và gây ra suy giảm hoạt động dây thần kinh. Virus herpes simplex có sự liên quan giữa virus herpes simplex và bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Yếu tố di truyền có thể có một thành phần di truyền làm người ta dễ bị mắc bệnh hơn. Tình trạng kháng miễn dịch suy yếu, hệ thống miễn dịch yếu có thể tăng nguy cơ mắc bệnh. Chẩn đoán. Việc chẩn đoán bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên thường dựa vào triệu chứng và quá trình lâm sàng của bệnh nhân. Các phương pháp chẩn đoán bao gồm kiểm tra triệu chứng,
bác sĩ sẽ đánh giá các triệu chứng và thời gian xuất hiện của chúng, như liệt cơ mặt, khó khăn trong việc nhai, nói chuyện hoặc nhắm mắt. Kiểm tra cơ bản, bác sĩ sẽ kiểm tra khả năng di chuyển, cảm giác và phản xạ của khuôn mặt để đánh giá mức độ ảnh hưởng. Điện cơ được sử dụng để đo hoạt động điện của dây thần kinh và xác định tình trạng của nó. Điều trị, trong hầu hết các trường hợp, bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên tự giảm và không cần điều trị đặc biệt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể áp dụng các phương pháp điều trị sau. Thuốc kháng viêm, sử dụng thuốc corticosteroid để giảm viêm và giảm triệu chứng. Kích thích dây thần kinh, áp dụng điện xung hoặc massage để kích thích dây thần kinh và tăng cường khả năng điều khiển cơ mặt. Liệu pháp vật lý, áp dụng các phương pháp như chiếu đèn, massage và tập luyện cơ mặt để cải thiện tuần hoàn máu và chức năng cơ mặt. Châm cứu đã khẳng định được giá trị trong điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên kích thích thần kinh phục hồi. Việc điều trị sẽ phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của bệnh và tình trạng tổng quát của bệnh nhân. Rất quan trọng để tìm kiếm sự tư vấn và điều trị từ các chuyên gia y tế để đảm bảo việc chẩn đoán đúng và áp dụng phương pháp điều trị hiệu quả. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và để mình có cái động lực để làm các video tiếp theo. Và nếu bạn có bất kể bình luận gì thì hãy bình luận bên dưới để mình sẽ giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào.